Vâng, xin chào anh chị. Trong bài học này thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn một số các kênh phân phối truyền thống để có thể hỗ trợ cho các anh chị trong việc bán hàng, phân phối những cái sản phẩm trong cái mảng làm đẹp mà hoặc là mảng chăm sóc sức khỏe hoặc là mỹ phẩm. Đây là những cái nhóm sản phẩm mà chúng ta sử dụng cái mô hình phát triển đại lý bán hàng trực tuyến rất là phổ biến, đúng không? Thì theo tôi, các anh chị có thể là sử dụng một số cái kênh như sau. Thứ nhất là kênh phân phối có kiểm soát, tự xây dựng. Thì cái kênh này các anh chị có thể tự mở cho mình các cái showroom, các cái điểm bán lẻ, có thể quy mô vừa phải hoặc quy mô nhỏ, phù hợp với cái nhu cầu cũng như là phù hợp với cái năng lực của bản thân. Cách làm thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái showroom có mô hình chuẩn hóa, có một cái số lượng mặt hàng nhất định đầy đủ để có thể bán được các cái sản phẩm này. Bởi vì nếu mà chúng ta mở ít quá thì cái lượng khách hàng mua hoặc là cái lượng đơn hàng bán nó quá ít, không đủ được cái chi phí mà chúng ta phải chi trả, đúng không? Thế thì để mà làm được cái cách này thì thường là chúng ta sẽ phải có quy mô cái sản phẩm, số lượng đầu sản phẩm cũng phải đủ lớn. Thì kênh này là kênh có kiểm soát, ưu điểm là mình sẽ rất là chủ động trong kênh, nhưng mà nhược điểm là chi phí có thể lớn. Thứ hai nữa là mình cũng có thể sử dụng cái kênh nhượng quyền, tức là mình cho phép các cái đại lý của mình có thể mở các cái điểm bán hoặc là mở các cái cửa hàng có thương hiệu. Ví dụ mình làm một cái thương hiệu mỹ phẩm Phan Anh chẳng hạn, thì mình cũng có thể là Phan Anh Beauty, đúng không ạ, treo biển như thế, màu xanh màu đỏ khắp mọi nơi vào cái nhận diện thương hiệu của mình. Tiếp tục đấy là mình cũng có thể sử dụng với các cái kênh đối tác, hay còn gọi là chúng ta mượn kênh phân phối bán buôn bán lẻ của đối tác. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm các cái đối tác phân phối ở cấp khu vực, cấp tỉnh thành để chúng ta phân phối theo đúng cái nguyên tắc là phân phối sản phẩm thôi. Và tất nhiên chúng ta cũng phải tổ chức đội sale, sale online hoặc sale offline để chúng ta có thể là phát triển được kênh phân phối một cách phù hợp nhất. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái kênh phân phối có sẵn như là kênh siêu thị, kênh spa, đúng không ạ, hoặc là các cái đơn vị bán mỹ phẩm, hoặc là bán sản phẩm làm đẹp, hoặc là các nhà thuốc, các cửa hàng tiện ích, bệnh viện, vân vân. Những cái điểm bán mà nó phù hợp và tương đồng về mặt kênh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Tôi xin liệt kê lại, đó là kênh cửa hàng này, kênh siêu thị này, kênh các điểm bán lẻ này, kênh cửa hàng tiện ích, kênh nhà thuốc, kênh spa, kênh bệnh viện, đúng không ạ, mở shop hoặc là ký gửi qua các hệ thống đại lý, các cái chuỗi bán lẻ khác. Tiếp theo đấy là mình cũng có thể sử dụng các cái kênh online. Kênh online thì cũng có rất là nhiều, đúng không? Các website thương mại điện tử nổi tiếng, rồi thì kênh Facebook, kênh Google, kênh Zalo, kênh website của cá nhân hoặc là của doanh nghiệp, rồi Instagram, rồi thì YouTube, vân vân. Đấy là một số những kênh vừa quảng cáo trực tuyến vừa bán hàng trực tiếp mà chúng ta cũng có thể sử dụng rất là tốt. Rồi thì kênh đại lý thì chúng ta vẫn đang làm, tức là mình tuyển người, đại lý lại tuyển người, đại lý cấp 1 thì tuyển cấp 2 thì tuyển cấp 3, người tuyển người, đây là cái mô hình chính. Và kết hợp với việc là các cái đại lý đấy cũng sử dụng các kênh online để làm, đúng không? Ví dụ như là một cái sản phẩm viên nghệ mật ong hay là cái sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ chẳng hạn, thì các bạn thấy đấy, trong các cái siêu thị hoặc trong các nhà thuốc họ cũng bán. Hoặc là cái sản phẩm như là tỏi đen cũng có thể bán online, cũng có thể bán qua website, cũng có thể bán ở trong các siêu thị. Tôi thấy đấy là một cái cách rất là tốt để các bạn có thể làm thêm. Mình cũng có thể sử dụng kênh bán hàng trên truyền hình, như là TV Shopping đấy chúng ta thấy, hoặc là Lotte đấy, những cái kênh như vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Hiện nay tóm lại là chúng ta có rất nhiều kênh để làm. Ok, thì trong một cái video bài học tiếp thì tôi sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả các kênh bán hàng mà tôi có thể có để cho các bạn hình dung ra về mặt lý thuyết tổng hợp thôi, còn sau đó từng kênh các bạn đi vào cũng rất là phức tạp nha. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Bài học giới thiệu một số kênh phân phối truyền thống cơ bản để các anh chị có thể tham khảo thêm. Vâng, và cách làm thì các anh chị buộc phải tổ chức đội ngũ kinh ngập sale, rồi thì hợp đồng chính sách này kia các bạn đi trả hàng cho người ta. Xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin chào và gặp lại các anh chị.